Quê hương là chùm khế ngọt, giới thiệu với các bác clip số 8. Đây là cái cây khế. Cái khế này thì nó vanh của nó được khoảng 30-35 đường kính gốc, và cao lên khoảng tầm 2 mét thì bắt đầu là ra tán xòe đó. Và cái cành này của nó là cành đổ, trúc ngang đổ ở đây đó. Cây này đánh về sống ra mầm ra lộc tốt rồi đó. Đổ sẹo, đổ xùi, đổ cổ thụ cũng có vỏ đấy. Giới thiệu với anh em là cây này là cây khế. Cây khế này là cây khế trong clip số 8 và cây khế số 1. Anh em có nhu cầu thông tin hãy chia sẻ bài này và sẽ giới thiệu cho người cần mua. Nếu ai giới thiệu cũng sẽ có hoa hồng. Đây là mình đăng cái clip này cho vườn nhà ông anh trai nhà mình chứ không phải ai cả. Anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình là 0163 530582. Đó, cây khế. Để tiện giới thiệu luôn là cái clip số 8 này là giới thiệu với các bác là đây là cây khế số 2 và số 3. Đây, cái khế này thì đã có quả rồi. Đó, cái thang đang trèo lên để bứt quả đây. Cây này thì cái vanh gốc của nó rơi vào tầm 50. Đó. Đấy. Quê hương là chùm khế ngọt. Đó. Các bạn có thể thấy là đây là những quả khế. Mình có thể zoom lại một chút. Đó, những trái khế. Ồ. Đây là ra quả rồi. Quê hương là chùm khế ngọt. Đó. Đó. Cái này có chỗ quả này cách mặt đất khoảng 4 mét. Mình đứng tận gốc để mình quay lên. Đó. Cây. Cây khế. Đó. Cây khế. Cây khế số 2. Cây này cũng lên khoảng tầm 2 mét bắt đầu là có tán xòe. Đó. Cái này ra quả, ok rồi. Anh em có nhu cầu alo là 0163530582. Đó. Cây khế. Và tiếp theo chủ đề cây khế mình cũng giới thiệu là cây khế số 3. Cây này thì đại cổ thụ hơn. Cây này cái bộ rễ của nó mọc rêu và nó đâm ngang trông như con rắn trườn lao vào cái gốc cây. Cây này cái vanh của nó rơi vào tầm 70. Cây này rất là to, mình chưa giờ thấy cây khế nào to như thế này, rất là to. Đó. Mà các bạn thấy là cây khế này là cây khế đó, quả đây. Mình zoom lại một chút để nhìn cho nó rõ cái quả của nó. Đó các bạn ơi, quả này là quả ra ngang thân luôn này. Đấy, những quả này quả ra ngang thân. Mình thấy cái khoảnh khắc này đẹp quá. Chụp lại ngay. Đó. Quả ra ngang thân luôn nhé. Đó. Đó. Quê hương, đúng là quê hương là chùm khế ngọt thật. Wow. 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 Gốc của nó là như vậy. Đó. Gốc này. Gốc rễ, đó. Rễ là xanh rêu rồi. Ra rêu rồi. Đó. Đó. Đây là cái u cái biếu sần sùi và lên nhiều thân luôn. Đó. Các bạn có thể thấy là mình sẽ zoom lại. Đó. Ồ, tuyệt vời chưa? Ồ, tuyệt vời chưa? Ồ. Đây là cây khế. Mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh tổng quan của cây khế này.
Đó, cái khế đây, hình ảnh tổng quan đây. Đúng là quê hương là trùm khế ngọt thật. Quan chưa? Đó. Anh em nào có nhu cầu về cây khế cổ thụ liên hệ cho bên mình là 0163 530982. Đó, đây là vườn cây công trình rất là khá nhiều những cái cây là rất là đẹp. Đó. Các bạn hãy đăng ký kênh và liên hệ qua số điện thoại trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.